Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Napka. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ nói tới những cái giống và khác nhau của Apka Arena 1 và Apka Arena 2 nha các bạn. Và nhận xét về cái game Apka Arena 2 này, và chúng ta có nên chơi cái game này không nha các bạn nha. Rồi, thì đầu tiên sự khác biệt rõ ràng nhất giữa Apka 1 và Apka 2 đó là giao diện 3D này. Cái kia là khi chúng ta qua map á, thì chúng ta cứ nó tự động tới cái map tiếp theo. Còn ở đây các bạn thấy không, các bạn phải cầm cái đuốc đi và các bạn phải kiếm từng vị trí nè, các bạn kiếm từng chỗ làm nhiệm vụ nè, các bạn đi kiếm khu vực mới nè, vân vân, chứ không phải là nó tự mở giống như là cái app kia của các bạn. Và ở đây nó có cái hay là trên đường đi á, nó có rất là nhiều rương, cái rương này, rương ở đây thì không biết sau này nó có bản chính thức thì nó có hào phóng như bây giờ không bạn. Hiện tại rương thì nó chứa cả cuộn sâm, cả kim cương, nói chung là rất là nhiều thứ. Rồi, và việc các bạn xách đèn, các bạn đi kiếm, các bạn đi map như thế này thì chắc chắn một với các bạn một điều đó là nó rất mất thời gian. Nó mất thời gian hơn rất là nhiều so với việc mà nó tự động chuyển cảnh giống như bên AFK 1 các bạn ha. Rồi, và cái nhận xét tiếp theo là cái game này phải nói là nó khá lắc các bạn. Mình đang để cái chế độ cài đặt của mình đã mức độ hình ảnh là mình đang cài gọi là very low luôn các bạn ha. Các bạn vào chỗ setting là các bạn qua bên quality nè. Các bạn vào ở bên quality xong rồi các bạn chỉnh setting. Hiện tại mình đang để very low nhưng mà nó cũng rất là lắc. Nhiều lúc combat là nó cứ vang ra ngoài hoài. Và cái không biết các bạn chính thức thì nó có cải thiện điều này không. Và các bạn lưu ý một điều là khi animation nó đang chạy, tức là đang chuyển cảnh vân vân các kiểu, các bạn đừng có bấm vội quá. Lúc đó mà các bạn bấm nhanh, bấm vội quá là chắc chắn với các bạn một điều là nó sẽ lắc và nó out ra ngoài liền các bạn nha. Rồi còn về giao diện của game á, ở cái thành chính mà của AFK chúng ta chơi á, nó có cái là cái Run Home. Thì nó bao gồm những cái chỗ mà chúng ta chỉ thấy cái giao diện chính thôi. Giao diện chính là các bạn nhấn vào những chỗ các bạn cần nhấn. Còn đây nè các bạn thấy không, nó biến thành thực thể 3D rất là đẹp các bạn. Một cái tòa Run Home siêu đẹp luôn mà nha, các bạn có thể thấy nha, rất là đẹp. Ở đây có Arena đấu trường nè. Ồ, cái đài đấu trường Arena. Hiện tại cấp độ của mình là chưa vào được, nó đang khó này các bạn thấy không, rất là đẹp nha. Ở dưới này thì chúng ta cũng có luôn cái nhà trọ nè, đó rất là đẹp. Bên này thì chúng ta có The Dream nè, nó đang bị khó rồi. Tất nhiên hiện tại thì nó chỉ mở khó tới đây thôi, chúng ta có thể chạy vòng vòng như này không xuống được khu vực khác nữa các bạn. Và sau này game phát triển lên thì mình nghĩ nó sẽ dư sức tạo thêm nhiều cái khu vực khác để chúng ta đi khám phá các bạn nha. Rồi cái này là bảng nè, giống như là cái bảng trong cái của AFK các bạn, khi các bạn làm nhiệm vụ thợ săn tiền thưởng á, đây các bạn giống vậy nè. Đó, một số cái giống nha các bạn. Rồi đấu trường nè, đây là cái nhà trọ nè, cái khí cầu nè. Rồi bên này chúng ta sẽ có một cái quán trọ riêng. Và cái nhà trọ hiện tại của này nó xịn sò hơn rất là nhiều so với cái nhà trọ của game kia các bạn. Đây chúng ta có một cái phòng gọi là phòng thay đồ ha. Đó, các bạn sẽ thay đồ cái con nhân vật chính của chúng ta, thay bằng tóc, tai, skin color, rồi các phụ kiện đi kèm, rồi quần áo các bạn. Rất là nhiều thứ để chúng ta có thể thay đổi. Rồi ở trong đây thì chúng ta sẽ có hộp thư nè. Hộp thư nó sẽ nằm ở trong đây. Đó, các bạn có thể nhận rất là nhiều phần thưởng. Rồi ngoài ra thì nó còn có một chỗ, cái chỗ này là cái chỗ gọi là cái chỗ để các bạn xem nè, các bạn mua nè, bạn mua tướng nè, các bạn mua đồ đó. Và bạn mua đồ đây là cũng cái cục này giống như cái cục đá tím trong AFK này các bạn. Cục này tương tự cục đá tím trong AFK. Rồi, ví dụ như đây. Đó, đây là tướng nè. Rồi chúng ta sẽ bấm sang kim cương, chúng ta sẽ mua bằng kim cương một số đồ sau đây. Đó, đá tím AFK này các bạn. Rồi nó bán thư nè, thư chỗ đây nó sale 50%, có 150 rẻ ok xúc. Rồi bên này thì chúng ta có một dạng xu khác, chúng ta trao đổi tướng ở đây các bạn có thể thấy nha. Con Rowan nè, con người địa ngục nè. Với lại con này là một trong những con tướng. Cái này là nó không phải giống với tướng tím bình thường các bạn thấy cái con Thoran nó bán 198. Con này nó bán tới 1550. Là tướng này khi các bạn xâm được nó sẽ là bậc vàng luôn đó. Rất là ngon. Ví dụ hiện tại nữa con của mình đang có một con Aeron, nó đang bậc vàng cũng kiểu giống vậy. Đây nè các bạn, bậc vàng các bạn thấy khác hẳn ha. Rồi, bây giờ thì mình so sánh tới việc tăng bậc. Thì tăng bậc ở đây thì nó không cần copy các bạn. Tới thời điểm hiện tại thì mình thấy không cần copy nha. Ví dụ con Thoran đi,
tăng đây hiện tại đang là bậc tím cộng nè. Tăng bậc tiếp theo thì sẽ còn hai cái soul của con Thoran. Tức là khi các bạn đã sở hữu tướng á, các bạn xâm tiếp theo thì nó sẽ cho cái mảnh soul chứ nó không cho tướng nữa. Mình ví dụ nha, con này đang là bậc tím nè các bạn ha. Tăng bậc tím cộng các bạn cần thêm một cái soul của con này lên, các bạn sẽ tăng được bậc tím cộng đó. Ví dụ con này cũng vậy, ta cũng có thể tăng lên. Rồi, tăng bậc thì mình thấy hiện tại thì nó đang đơn giản hơn so với AFK phiên bản bên kia. Còn về tăng cấp các bạn, tăng cấp thì mình thấy nó cũng đơn giản hơn. Theo mình thấy thì cái cấp độ ở đây thì nó không có phụ thuộc vào cái bậc của tướng. Đây là một điều rất là nói chung là giúp cho chúng ta không phải kẹt map nhiều quá như bên kia nha. Ở đây thì cấp độ của tướng nó không phụ thuộc vào cái bậc của tướng mà nó phụ thuộc vào cái này, phụ thuộc vào class này. Khi mà chúng ta trang bị được đồ lên á, khi chúng ta trang bị đồ lên đây nè, đó chúng ta trang bị lên thì nó sẽ tăng cái cấp độ các bạn có thể tăng lên được. Hiện tại là mình thấy vậy các bạn nha. Dù như con Iron nè, mình không thể tăng level thêm được nữa. Rồi, và có một điều là chắc chắn rồi bạn, cái game này khi mình trải nghiệm mình cảm giác thì nó sẽ muốn pin hơn rất là nhiều so với vô đây các bạn có thể thu gọn lại nè. Game này sau khi mình trải nghiệm thì mình thấy nó cũng muốn pin hơn rất là nhiều so với cái game phiên bản trước nha. Và có một bạn hỏi mình thì cái này nó có liên hệ gì với AFK không, thì đây là hai phiên bản game hoàn toàn khác nhau nha các bạn. Nó sẽ sử dụng lại resource của game cũ, có cái cũ có cái mới, ngoài ra thì nó không có liên quan gì cái kia. Và đây nó cũng có một cái kênh chat này các bạn, có kênh chat này các bạn có thể kết bạn, rồi các bạn có thể gửi những cái quà tặng hàng ngày giống như bên kia. Rồi sau khi đó thì chúng ta cũng có cái nhiệm vụ hàng ngày nè đó, hoàn thành tất cả các nhiệm vụ nè, mua đồ từ trong một cái shop một lần nè, đó chúng ta sẽ hoàn thành đây đó. Giờ chúng ta ở đây nó chill nè, mua đồ trong shop một lần nè, các bạn có thể bấm vào phím tắt này để chúng ta làm rồi là lắc rồi các bạn. Tại vì có thể nói là game này nó khá là lắc và nó rất là dễ bị văng ra, không biết là server chính như thế nào, thì hiện tại mình chơi thì cũng khá là không có happy lắm các bạn. Đang chơi thì nó cứ tự bị lắc và văng ra rất là nhiều lần. Nhưng mà những skill 3D cũng những con tướng mới thì rất đáng mong chờ. Máy của mình hiện tại đang là Oppo Reno 6Z 5G. Thật sự nó không yếu đâu nha các bạn. Chơi Genshin Impact mình tải chơi còn được, nhưng mà chơi một số game nặng khác là 5-6GB là chơi rất mượt, mà chỉnh gần full được cái setting á. Liên Quân thì mình chỉnh gần full setting luôn, mình đánh rất bình thường. Tuy nhiên với cái game này thì mình đang để very low, nhưng mà chơi nó cứ văng ra hồi, cũng không hiểu sao. Có thể là game chưa được ổn định nha. Rồi mình sẽ thử vào lại cái chỗ này cho các bạn coi. Mình sẽ vào đây. Giao diện load hơi lâu. À, Botanibo nó đang, cái bảng này nó đang ấy rồi. Mình chưa có complete được nhiệm vụ. Nó giống như trong kia thôi các bạn. Những con tướng mình đang thả lên cái bảng vàng và nó đang làm nhiệm vụ rồi. Đây còn tới 11 giờ nữa nó mới hoàn thành. Thì chúng ta sẽ chờ thôi. Rồi, có rất là nhiều cái để chuyển cảnh các bạn ha. À, giờ mình sẽ thử receive cái phần thưởng hàng ngày này cho các bạn coi. Nó có rune, nó cũng có phần thưởng thôi. Đó, cái thời gian thì các bạn biết rồi ha. Mấy cái này là mấy cái quà AFK nè. Các bạn sử dụng cái quà AFK tùy theo cái tài nguyên. Còn này là mua đồ trong một shop. Ok, xài lại cái hồi nãy. Ok, mình mua cái này. Bán tôi đây. Rồi. Con bắt là nhiệm vụ hoàn thành nè. Còn một cái nữa thì mình sẽ nhận được rương cuối các bạn nha. Rương cuối thì chúng ta sẽ có 100 kim cương. Ok, giống với cái game kia thời kỳ đầu EC không khác gì hết. Rồi đang kết bạn thì nó cũng gửi thông báo các bạn đó là bạn của nhau. Vậy thôi. Chat ở đây. Bạn có thể ẩn nó xuống ở đây. Giờ mình vào cái quán rượu mình sum. Theo mình thấy thì khi mà mình sum, không biết là do bạn thử nghiệm hay sao các bạn, nhưng mà tỷ lệ ra tướng rất là happy, các bạn ra rất là nhiều. Một lúc sum ra 4-5 con tướng tím luôn. Giật cả mình luôn các bạn. Đây, mình sum.
Rồi nó sẽ quăng thư đi mời anh Hùng về nha. Rồi xin về nó sáng lên. Ồ, hai cái màu cam luôn kìa các bạn. Hai cái màu cam, một cái màu tím luôn, đỉnh. Rồi cung báo. Rồi hello bạn. Nè, bật màu tím luôn này các bạn thấy chưa? Wow. Một bên bật này bật vàng chứ. Nó sẽ giới thiệu con vàng trước, ra hai con vàng liên tục luôn kìa. Ngon vậy. Ok, mình sẽ thử thả vào. Nó còn tướng mới mới, mình sẽ thử thả vào. Thôi cho mình skip đi các bạn. Wow. Ra em biết được hai con. Ra thêm một con sư nữa kìa. Mình xâm thêm một lần nữa nha. 2160 2145. Ồ xui quá, thiếu có một xíu kim cương. Để mình đi lượm thêm cái rương. Đó, mình thấy tỷ lệ xâm hiện tại đang rất là happy. Xâm ra tướng sao mà không có tưởng tượng nổi luôn các bạn. Cứ click là nó lên. Chắc là đang là bản thử nghiệm. Lại văn. Chắc là bản thử nghiệm các bạn. Bản thử nghiệm nên là nó mới cho cái tỷ lệ ngon như vậy ha. Rồi mình là đã vào lại. Rồi mình thấy một điều là khi mà chúng ta bấm vào con tướng á, nó có một cái chỗ trong cái phần kỹ năng của nó các bạn, đó là kỹ năng SB. Kỹ năng SB, mình nghĩ cái kỹ năng SB này là liên quan tới kỹ năng thức tỉnh các bạn ha. Kỹ năng này liên quan tới kỹ năng thức tỉnh của tướng, hiện tại nó chưa mở khóa. Và tất nhiên nó khác với cái bản AFK Arena kia là khác rất nhiều. Nó khác về nhà trọ nè, đang khó nè các bạn. Khác về trang bị độc quyền, ấn thú vân vân. Tất nhiên rồi các bạn, đây là game nó mới start, mới ra bản thử nghiệm thì sao mà nó giống như cái game kia được các bạn. Game kia thì nó đã vận hành được mấy năm rồi nên nó thêm nhiều tính năng. Còn này hiện tại nếu mà mới ra bản thử nghiệm đầu tiên mà ra tùm lum vậy thì người chơi sẽ bị ngợp lắm các bạn ha. Mới ra bản đầu tiên mà quá nhiều tính năng thì người chơi sẽ cảm giác bị ngợp ha. Mình đang tìm đường ra khỏi chỗ này. Cho tôi ra đây. Thì vướng đâu chỗ này rồi. Cơ bản thì mình nhận xét một điều, đây là một con game rất đáng để trải nghiệm các bạn. Trước mắt thì mình thấy con game này rất đáng để trải nghiệm nha. Báo là sát thủ. Cào đi em. Mà cái kỹ năng của Aeron nó hút lại chính giữa đẹp ghê không? Con báo là nó chém nè. Thoran rặn một quạt. Con Aeron nó có kỹ năng bút giáp nó rất mạnh các bạn. Vừa mạnh vừa trâu, vừa CC nó chứ hút toàn bộ cái địch lại trung tâm. Khá là ngon. Mình xem thử mình lạc vào khu nào rồi các bạn. Rồi mà đang ở khu này. Thì về cơ bản mình thấy đây là một con game rất đáng để trải nghiệm các bạn. Thì bạn nào mà có điều kiện thì các bạn cứ thử tải rồi trải nghiệm nha. Rồi lên bậc vàng cộng. Không biết mấy con tướng này nó có xịn hơn những con tướng khác không, nhưng mà sau khi mà chúng ta vừa mới xâm được các bạn, vừa mới xâm được thì cái bậc của nó đã khác hẳn so với những con tướng kia rồi. Xâm được thì nó đã là bậc vàng luôn chứ không phải là bậc tím nha. Ủa sao mấy con đệ đi theo ngộ vậy? Thoran xích ngay cái sợi dây xong rồi hút máu ha. Aeron hút cái địch lại xung quanh rồi chém nè. Aeron nó tụ quái lại cho con Thoran nó quặt thì đẹp các bạn nha. Tuy nhiên nó không hút về phía mình, không có kỹ năng hút sát về phía mình rồi. À rồi, rương đây rồi. À, lúc nãy là 45 đúng không? 60 thì chúng ta còn thiếu đúng 15. Và hình như là mình đủ rồi đó các bạn. Mình sẽ cho các bạn thêm một lần, một lần xâm nữa cho các bạn coi nha. Rồi 2160 vừa đủ luôn bạn ơi. Cho mình mua 10 vé. Rồi xúc nào. Quang thư đi. Rồi bạn nào sẽ về team của mình đây. Bật màu lên bạn ơi. Hai tím. Lần này thì không có vàng rồi.
rồi bỏ qua. Thêm một con già, thêm một con già với lại một con Thoran. Thoran mình đã xem thử lên được bậc vàng không nha các bạn. Rồi, tím cộng sẽ lên vàng. Ok, tím cộng sẽ lên vàng. Rồi, tăng bậc như vậy thôi. Tăng bậc kiểu như này thì nó thôi, muốn tăng thêm một bậc nữa thì nó không có cần ghép hai tím cộng lại với nhau, nhưng nó tăng trực tiếp luôn, các bạn thấy chưa? Bốn cái tím các bạn mới tăng được bậc lên bậc vàng cộng. Ok vậy thôi. Bốn cái tím các bạn mới thăng được bậc vàng cộng nha. Rồi, maximum rồi. Bốn cái tím thì chúng ta mới tăng được lên bậc vàng cộng các bạn ơi. Bé tinh linh này khá là cute. Đứng sập bột hồi máu cho tim các bạn. Magic destroys. Follow me, desk patrollers. Rồi, đổi vị trí nè. Bạn ơi, bạn đổi cho bạn này đi. Cho con báo lên bàn nha, đang bàn kế hoạch ha bạn. Vô nhà trọ nghỉ ngơi và bàn kế hoạch tác chiến. Rất gì về này nọ nha. Thôi. Đi đường ở đây quái nó thấy các bạn, nó sẽ xách đít nó dí theo cho các bạn quánh đó nha. Các bạn không quánh thì các bạn sẽ quay ngược trở lại. Rồi mình đưa ra nhận xét cuối cùng nha. Thì cái phiên bản game này thì nó có lấy một số cái yếu tố hơi giống giống với cái phiên bản AFK1. Tuy nhiên nó khác, đầu tiên nó là game 3D và các bạn phải đi map, đi cảnh thì các bạn sẽ phải điều khiển nhân vật nó đi. Rồi, khá là tốn. Nói chung là về cơ bản game này nó là game AFK2, nhưng mà về cơ bản thì nó sẽ tốn khá là nhiều thời gian so với game AFK mà thời kỳ đầu nha. Thời kỳ đầu AFK Arena nó cực kỳ ít tốn thời gian luôn các bạn. Hiện tại thì nó khá là rối, chứ hồi xưa thời kỳ đầu của AFK nó cực kỳ ít tốn thời gian. Game này mà so với AFK thời kỳ đầu thì game này nó tốn thời gian rất nhiều. Đây là cái nhận xét đầu tiên của mình. Cái thứ hai là đồ họa game khá là ok, game 3D chiến đấu, cái kiểu chiến đấu theo chiến thuật cùng với cái chiến đấu lộn xộn là theo cái hay của AFK hiện tại. Và nó khác một cái là có một cái nhân vật chính đứng ở đây và có thể thi triển kỹ năng. Đó, cái nó khác một cái ha. Rồi, và ngồi ra thì cái mình muốn mong muốn cái AFK nó trải nghiệm nhất đó là hiện tại nó khá lắc các bạn, lắc ghê. Hiện tại nó lắc ghê. Tầm server thử nghiệm không biết, chắc do server thử nghiệm hay sao, khá là lắc và rất là dễ bị đích game. Nói chung là văng game ra ngồi rất là dễ văng luôn. Tính năng chưa có mở nhiều, bật mình đã bật cái hiệu ứng với lại chất lượng hình ảnh xuống cực kỳ thấp luôn, tắt rất là nhiều hiệu ứng nặng game đi nhưng mà nó vẫn bị văng rất là nhiều. Rồi, và khi các bạn đi map á, nó có một số cái hay đó, ví dụ như đây nè các bạn thấy chưa. Rồi, bắn lẹ đi ông nội. Không, nó sẽ có một số đạo cụ trên chiến trường và các bạn có thể sử dụng một số đạo cụ này để chiến đấu gây thêm sát thương cho địch, ví dụ như cái thùng súng thuốc súng nè. Rồi đây các bạn thấy thêm cái súng bắn cung nữa nè, thấy chưa, nó có thêm một số cái như vậy. Và ngoài ra thì trên map thỉnh thoảng nó sẽ có một số cái rương vàng hòa rất to nha các bạn, có thể nó cho các bạn nhiều khi cả năm mấy cuộn sâm với lại mấy trăm kim cương luôn á. Mấy cái rương, chất lượng của những cái rương này nhiều khi nó bằng cả một cái gift code trên chất lượng của rương nhiều khi nó bằng cả gift code trên AFK 1 luôn các bạn nha. Cái rương này, và các bạn có thể nhìn biểu tượng rương ở trên map. Bạn zoom to lên sẽ có biểu tượng rương, chỗ nào khó thì chúng ta sẽ chạy lại lụm nha. Rồi, và cái tăng cấp ở đây thì nó phụ thuộc vào cái equip mình. Bạn nâng equip mình cao lên thì các bạn có thể tăng cấp tướng được, và nó không phụ thuộc vào cái cấp bậc của tướng. Như vậy thì nó sẽ khá dễ các bạn, mình sẽ không phải chịu cái cảnh rất là khó chịu, đó là các bạn dư tài nguyên tăng cấp nhưng mà bạn không tăng cấp được do bậc của tướng không đủ yêu cầu. Rồi lại văng rồi, thôi mình out luôn nha bạn. Và cái hành trình trải nghiệm cái game của AFK2 của mình đến đây thôi các bạn. Đây là game của Lilith luôn nha, nó là đúng cái bản AFK2 luôn nha các bạn, và nó tên của nó là AFK2.journey. Cái file thì video trước mình có để trên video rồi, các bạn có thể tải về các bạn trải nghiệm. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt.